Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Như quý vị đã biết, xem tử vi tháng 7 của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ giúp bạn biết được chi tiết về vận mệnh của mình trong tháng 7 này sẽ diễn ra như thế nào và vận mệnh của mình ra làm sao. Trong tháng 7 âm lịch này thì những quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ được tam hợp với Thái Tuế, vậy nên mọi sự hanh thông, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo về. Trong phần luận giải tử vi tháng 7 của những quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ sẽ chỉ rõ ra vận trình của tất cả quý vị trên 4 phương diện tổng quan vận hạn, công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo và sức khỏe của những quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Và cùng với đó thì thầy Gia Cát cũng cùng với các thầy đứng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp bạn hóa giải về vận hạn trong tử vi của mình trong tháng 7 này. Và từ đó thì giúp cho bạn hóa giải được những tai ương cho mình trong tháng 7, giúp cho chúng ta có được một tháng đầy may mắn và cát lành. Sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết cho tuổi Giáp Ngọ. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sai trung kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tính cách nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, những người tuổi Giáp Ngọ rất dễ xung động, họ dễ bước vào nhưng cũng rất nhanh kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Vận mệnh của những người tuổi Giáp Ngọ khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, bền lâu. Xem tử vi tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội, được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý nhiều đến tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ có những ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp mậu dương thổ nên gọi là thất sát. Tháng này gia chủ tuổi Giáp Ngọ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu người sinh năm 1954 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác, làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bạn cần lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, khiến bạn khó có thể có được khả năng thực tế của mình để thể hiện ra ngoài, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến chuyện làm hại người khác bởi vì như vậy là có nhân quả báo ứng, trước hết sẽ là hại cho chính mình. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế, người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần, sức khỏe của những người tuổi Giáp Ngọ rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý khi đi lại. Tử vi cho thấy có thể dễ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này, nhẹ thì xây xước chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này của gia chủ thì chỉ một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó có thể hồi phục, nên với bất kỳ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình đầu tiên. Tiền tài danh vọng, tài lộc, Giáp Ngọ đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với tuổi, cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức lưu ý. Các quý vị gia chủ Giáp Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các quý vị gia chủ Giáp Ngọ đã dành phần lớn cuộc đời mình với người bạn đời và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Sau đó bạn không còn khả năng tách ra cho đến khi kết thúc cuộc đời này. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần đời còn lại cho cuộc sống tươi đẹp này. Tháng 7 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã cố gắng cả cuộc đời, bạn biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tý và có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm bích thượng thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022, dương lịch có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm Sai Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ
giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp Phú Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này, quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để chúng ta có thể bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những thử thách, khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh Phong Thủy Gia Cát.